Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm dòng Peridon. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về dòng Peridon cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của dòng Peridone Dòng Peridone 10mg Công dụng, chỉ định Buồn nôn, nôn, chán ăn, đầy bụng, khó tiêu, ở nóng, ở hơi trong Người lớn, viêm dạ dày mạn, xa dạ dày, trao ngược thực quản, các triệu chứng sau cắt dạ dày, đang dùng thuốc chống ung thư hoặc lờ đô ba. Trẻ em, nôn chu kỳ, nhiễm trùng hô hấp trên, đang dùng thuốc chống ung thư. Cách dùng, dùng đường uống. Liều dùng. Buồn nôn đến nôn do bất kỳ nguyên nhân. Người lớn, 10 đến 20 mg, mỗi 4 đến 8 giờ. Trẻ em, 0.2 đến 0.4 mg 1 kg, mỗi 4 đến 8 giờ. Các triệu chứng khó tiêu. Người lớn, 10 đến 20 mg, 3 lần một ngày trước khi ăn và 10 đến 20 mg vào buổi tối. Thời gian dùng không được vượt quá 12 tuần. Không khuyến cáo dùng dự phòng nôn sau phẫu thuật. Chống chỉ định. Quá mẫn cảm thuốc, xuất huyết tiêu hóa, tắc ruột cơ học, thủng ruột, u tuyến yên tiết prolactin. Lưu ý khi sử dụng. Thận trọng ở bệnh nhân suy thận nặng, không nên dùng cho bệnh nhân suy gan nặng. Tác dụng phụ. Nhức đầu, căng thẳng, buồn ngủ, nổi mẩn da, ngứa, phản ứng dị ứng thoáng qua. Trứng chảy sữa, vú to nam giới, ngực căng to hoặc đau nhức, khô miệng, khát nước, co rút cơ bụng, tiêu chảy. Tương tác Thuốc ức chế men CIP3A4, ketoconazole, bromocriptin, thuốc giảm đau nhóm opioid, tác nhân giãn cơ mút carinic, Famotidine, famotidin, nizatidin hoặc ranitidin lithium. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm dòng Peridone, đồng thời biết cách sử dụng dòng Peridone sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham